Lưu Vĩ Vi, muội phải cẩn thận đó. Chân Thủy, ta sẽ đi ngang hắn lại, quy tắc cũ, nhân thời cơ công kích hắn. Được. Đuổi theo. Ừ. Wow, dây chuyền pháp thuật thiên hệ. Đi đi, của cô nè. Quá. Hôm nay đúng là một ngày may mắn. Dây chuyền pháp thuật thiên hệ. Lô Vĩ Vivi, có hứng thú đấu một trận hay không? Được thôi. Quyết đấu thì cũng phải có giải thưởng chứ. Lấy dây chuyền pháp thuật thiên hệ làm vật cá cược, cô thấy thế nào? Thì ra thứ mà ngươi muốn là dây chuyền à? Nhưng sợi dây đó không phải là trang bị của ta. Vậy ta sẽ đấu với cô ta. Ngươi là ban chủ trong top 10 của trò này, ta đấu với ngươi thua là cái chắc. Cô kêu Lô Vĩ Vivi đánh giùm được mà. Nếu ta thua, chiếc nhẫn pháp thuật thiên hệ sẽ thuộc về cô dám không? Vivi. Được thôi. Nhất trí. Hẹn 5 giờ gặp ở khách điếm ngoài Kim Lăng Thành. Chân Thủy, Quynh tìm ta có chuyện gì không? Ở đây có quái vật sao? Vivi, chúng ta đã kết thành hiệp lữ hơn nửa năm rồi, muội vẫn gọi ta là Chân Thủy, có phải hơi kỳ lạ không? Nếu gọi Quynh là vô hương hình như còn kỳ hơn đó. Tướng công, tướng công, nhiệm vụ hôm nay là 20 con khỉ ba mắt, chàng giúp ta một tay nha. Không biết chừng nào mới làm xong nữa. Tâm, chuyện đó cứ để ta dạ lo. Dạ được. Vivi, muội học đại học ở Đế Đô có phải không? Ta cũng ở Đế Đô, hay là chúng ta gặp mặt đi. Ta mời muội ăn cơm. Ta biết có một quán Nhật rất ngon và đảm bảo muội sẽ rất thích. Không cần đâu, mọi người ở trong game chơi vui là được rồi. Người ta thường hay nói, không biết người cùng chơi game là người hay ma. Ta cũng muốn xác định xem thử bên ngoài muội như thế nào. Có thể cho ta xem hình của muội có được không? Học hồi nãy thực sự rất hay. Mình cũng thấy vậy đó. Xin chào. Xin chào. Vivi à, không có ai hết. Nhanh lên. Rốt cuộc là sao vậy? Tự nhiên bị cúp điện à? Đường dây điện bị cháy rồi. Mình chỉ mới nấu tô mì mà đã làm cháy đường dây điện rồi hả? Không biết chị có la mình không đây. Chị Hai à, trước khi cậu nấu mì không tính toán trước lượng điện tiêu thụ hả? Cậu làm ơn đi. Mình học khoa công nghệ thông tin chứ có phải là khoa điện tử đâu. Làm sao đây, mì của mình vẫn chưa nấu chín nữa kìa. Làm sao cái gì chứ? Chia đôi tô mì cho mình.
xong rồi đó. Cậu giỏi thiệt đó. Nói một cách chính xác thì sửa điện đối với mình là một việc gì đó rất đại sự. Có cậu giúp mình thì quá tốt rồi, cần gì bọn con trai nữa chứ. Nè, thứ nhất, việc sửa điện là mình làm, không liên quan gì tới bọn con trai nên cậu đừng so sánh. Thứ hai, bạn Nhị Hỉ à, bạn bè trên mạng còn đòi hình của mình nữa kìa. Mình đột nhiên biến mất, thế nào người ta cũng sẽ nói có tật giật mình, nói mau. Cậu tính bồi thường danh dự cho mình thế nào đây? À, chính là anh chàng chân thủy vô hương gì đó trong trò chơi chứ gì. Trời ơi, Vivi à. Khoan đã, sao cậu lại biết rõ như vậy hả? Nhìn trộm trong lúc mình chơi chứ gì. Đừng để ý đến chuyện nhỏ nhặt đó mà. Nè, vậy rốt cuộc cậu có gửi hình cho anh ta xem không? Đương nhiên là không. Mới đầu vì làm nhiệm vụ lãnh địa nên mới kết hôn. Nếu như gửi hình thật của mình thì kỳ kỳ sao đó. Mình nghĩ tài để như vậy sẽ tốt hơn. Dù sao cũng chỉ là chơi game thôi mà. Mình sẽ nói máy tính của mình bị hư nên mất hết hình rồi. Không phải chứ. Cậu đừng nói là máy tính bị hư thiệt nha. Cậu đúng là miệng quạ mà. Sao lại hư được ta? Vivi à, mình quên nói cho cậu biết, hôm qua khi mình mượn máy tính của cậu thì mình đã không cẩn thận nên đã làm rơi máy tính xuống dưới đất rồi. Cậu đứng yên đó cho mình. Tính chạy đi đâu? Mình sai rồi, mình xin lỗi cậu mà. Đứng yên đó, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Giải thích cho mình nghe rõ không? Đi. Cậu để cho mình ăn xong tô mì rồi đi không được sao? Ăn cái gì mà ăn? Làm hư máy tính người khác mà còn lòng dạ để ăn nữa hả? Được không? Đi mau. Thời tiết thật là mát mẻ. Hiểu Linh thì đi gặp người yêu, Ti Ti thì đi họp lớp, còn mình thì đi sửa máy tính với cậu. Một khung cảnh tuyệt đẹp mà bị cậu lãng phí hết rồi. Còn dám nói nữa hả? Là ai làm hư máy tính của mình chứ? Đi mau. Đổ vô đi. Ngoài rạp đang chiếu dài phim mới, một lát nữa cậu cứ để máy ở tiệm cho họ sửa, rồi tụi mình đi xem phim nha. Mình không để ở tiệm đâu, mình mua linh kiện rồi tự thay, vừa tiết kiệm vừa nhanh. Với lại tối hôm nay mình cần dùng máy. Có cần phải gấp như vậy không? Đương nhiên là gấp rồi. Sinh viên biết chăm chỉ học hành và có ý chí dương lên như mình thì không thể rời máy tính dù chỉ là một phút. Hiểu chưa? Nói đúng sự thật đi. Mình có hẹn cày game tối nay. Mình biết ngay mà. Chớp mắt mới đó đã 2 năm. Mình thật sự không ngờ ở đại học Trùng Khánh mà có sự chênh lệch nam nữ lớn như vậy. Không những vậy, khoa công nghệ thông tin lại càng chênh lệch. Đã 2 năm trôi qua mà mình không để ý được ai, thật đau lòng. Mới đầu cậu chọn học ở đây không phải vì lý do này hay sao? Trời ơi, không hẳn chỉ vì lý do đó đâu. Ở trường này, khoa kỹ thuật đứng đầu toàn quốc, đương nhiên là ngôi trường trong mơ của mình rồi. Khoa công nghệ thông tin cũng là chuyên ngành mà mình thích. Nhưng mà có khi nào học cho đến khi tốt nghiệp vẫn chưa có bạn trai hay không vậy hả? Ê, bên kia qua bên đó xem đi. Nhanh lên. Chuyện gì vậy ta? Vậy là mình sắp được xem Tiêu Nại thi đấu rồi. Khoa công nghệ và khoa hóa sinh có Tiêu Nại làm chủ lực, lần này nhất định chiến thắng rồi. Chưa chắc đâu, Tiêu Nại học năm 4 rồi nên ít khi xuất hiện ở trường lắm. Nhưng mà tấm hình người bí ẩn dán trên đây sẽ gây sự tò mò đó. Theo mình thấy thì chắc chắn chỉ là tin đồn thôi. Kệ nó đi, dù sao thì mình cũng sẽ đi xem. Với lại đây là lần cuối được nhìn thấy anh ấy mà. Cũng đúng, nghĩ thôi mà thấy đau lòng quá đi. Sao anh ấy không học thạc sĩ ta? Đúng vậy đó, tiếc quá ha. Phải rồi. Đứng ra cho mình coi với. Hôm đó nhất định phải đến xem mới được. Vivi à, mình thật sự không ngờ là cậu cũng hâm mộ anh ấy đó. Tất nhiên rồi, đại thần mà. Đó là biệt danh mà mọi người đặt cho anh Tiêu Nại.
Nếu như ở trường học cũng giống như trong game, có level xếp hạng thì anh ấy chắc chắn sẽ đứng đầu ở mọi kỹ năng luôn. Bạn Hiền à, cậu đúng là sâu sắc. Mình chỉ nhìn mặt và dáng thôi à. Nhưng mà mình không thể nào hiểu được đầu óc thiên tài các cậu. Đúng rồi ha, lần trước có đoạn clip lúc anh ấy thi bơi mà mình chưa xem được. Mình muốn xem quá đi à. Đi thôi. Giật Nhiên, chúng ta mua cái này nha. Ê Nana, mình có quen biết gì với người ta đâu, sao dám nhờ giúp được chứ. Trời ơi, yên tâm đi. Mấy hôm trước mình đã quen được một người trong phòng họ, nên mình mới nghĩ tới cách này đó chứ. Đợi lát nữa chúng ta mua RAM xong rồi đem tới nhờ họ gắn vô. Mình không tin là người ta nghe thấy tên cậu mà lại từ chối giúp đỡ. Yên tâm đi ha. Đã bàn xong chuyện đó rồi, và hàng cũng gửi rồi, khoảng 2 ngày sẽ nhận được vậy nha. Ông chủ à, chúng tôi muốn mua cái này. 500 tệ. 500 tệ lận hả? Sao mà mắc quá vậy? Cô đi chỗ khác coi, toàn là giá này thôi, tiền nào của đó mà. Vậy à, ông có giảm giá không? 400 tệ nha. 1 đồng cũng không giảm được, giá này là rẻ lắm rồi đó. Ông chủ à, mức giá này của ông hình như không được hợp lý lắm. Với cái thanh RAM này, độ sáng trên các mạch vàng không ổn, rõ ràng là hàng sai rồi. Vậy mà ông lại bán giá mới, mắc gấp đôi. Buôn bán gì mà kỳ lạ vậy? Cô nói nhảm, cô biết gì mà nói. Không mua thì đi chỗ khác chơi. Tôi học công nghệ thông tin, sao lại không biết được. Ông mở tiệm ngay trước cổng trường mà buôn bán không đàng hoàng. Nếu như để tin này đồn ra ngoài, chắc chắn ông khỏi làm ăn. Bạn tôi nói đúng đó, ông buôn bán kỳ quá à. Nè, chủ tiệm trước kia đi đâu mất tiêu rồi ta? Nè. Cô nói linh tinh cái gì vậy? Tôi là chủ đây trước giờ nè. Hai cô đến đây gây rối chứ gì? Không mua thì đi chỗ khác. Nhìn cũng xinh đẹp mà xấu mồm xấu miệng. Đi. Các cậu nè, RAM của hãng này mắc lắm cũng chỉ 200 tệ thôi. Không tin thì các cậu lên mạng xem thử. Bây giờ trên mạng toàn hàng giả, đương nhiên là rẻ rồi. Hình như bạn này là bố Vivi thì phải. Các cậu à, mình cảm ơn nhiều nha. Mình tin là chủ tiệm sẽ không lừa mình đâu. Với lại người ta mở tiệm làm ăn, kiếm chút tiền là điều nên làm. Cố tình tỏ vẻ ta đây sang chảnh, gần gũi thân thiện, không biết cho ai xem nữa chứ. Tụi mình giúp cậu ấy, cuối cùng lại thành kẻ tiểu nhân. Cầm lấy. Mình biết rồi, chị cậu là bối Vivi, còn cậu ấy là Mạnh Dật Nhiên. Đừng nói với mình là cậu không biết Mạnh Dật Nhiên là ai nha. Qua khôi của trường đó. À, thì ra là vậy, hèn gì thấy quen quen. Chắc chắn là vì nguyên nhân này rồi. Năm ngoái được bình chọn qua khôi ở trong trường, mình còn nhớ là sự cạnh tranh giữa hai cậu đúng là gây cấn. Hèn gì người ta không thích sự giúp đỡ của cậu. Có gì đâu mà gây cấn. Năm ngoái là ai đưa hình của mình lên mạng hả? Hả? Năm ngoái cậu đã kiểm tra điện thoại và máy tính của mình rồi mà. Không phải mình à nha. Mình sẽ không bao giờ tải tấm hình nhìn không rõ như vậy lên trên mạng đâu. Nếu là do mình chụp thật thì nhất định mình sẽ chụp một tấm thật rõ nét, rồi sau đó phóng lên thật lớn. Đúng rồi hả? Tấm hình Mạnh Dật Nhiên đã xử lý Photoshop rồi có phải không? Mình nhìn thấy tấm hình đẹp lung linh. Còn lúc nãy nhìn bên ngoài thì đâu có được đẹp như vậy. Nếu như cậu ấy mà dùng hình thật, Vivi à, mình dám chắc giải qua khôi sẽ là của cậu đó. Nè, lát nữa mình ra tiệm nét để lên mạng. Còn nữa, mình nhớ năm ngoái là cô ấy thắng, cô ấy được giải nhất. Về lý mà nói, mình mới là người có ý ganh tị chứ. Sao cô ấy lại hàng học với mình? Có trời mới biết được. Có khi nào tại ngực cô ấy lép không? Tránh ra đi, tào lao à. Chắc là vậy. Nè, cuối cùng thì mình cũng đã biết vì sao cô chưa có bạn trai rồi. Vậy hả? Mau nói cho mình biết đi, mình sẽ sửa ngay. Vì rõ ràng cậu quan tâm tới con gái hơn. Vivi à, cậu tưởng là mình không dám đánh cậu hả? Được rồi, đừng giỡn nữa. Cậu đem máy tính về nhà giùm mình nha. Cảm ơn. Cậu thì giỏi rồi, suốt ngày cứ dính chặt với cái máy tính nè. Cậu có nghe bà cháu nói cháu có ý định mở công ty riêng phải không hả?
Dạ phải, thưa cậu. Cháu định làm về ngành gì? Nghiên cứu và phát triển hai loại game. Nếu như cháu thắng cậu ván này, cậu sẽ tặng cho cháu một món quà. Vivi. Lô Vĩ Vivi, ta cứ tưởng cô không dám đến chứ. Hình như ta tới cũng không trễ. Trễ hay không kết quả cũng vậy. Cô hãy chuẩn bị dâng đồ lên đi. Bắt đầu đi. Tới lượt cháu rồi đó. Nhường rồi. Nhường rồi. Tức thật đó. Lô Vĩ Vivi xưng đáng là nữ game thủ duy nhất được xếp hạng. Ra tay nhanh gọn lẹ thiệt. Đúng vậy. Cô ta thao tác khinh công rất thuần thục. Chiêu tránh đòn kia cũng hết sảy luôn. Trình độ này á, chỉ mới đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng thôi. Đứng nhất không biết là ai ha. Đứng nhất trong truyền thuyết chính là Nhất Tiếu Nại Hà. Tôi chưa bao giờ được gặp hắn. Cái tên này nghe cũng hay ha. Biết vậy lúc đó tôi đặt tên cho rồi. Lô Vĩ Vivi, làm một trận nữa ha. Được thôi. Nhưng bây giờ tôi đang ở tiệm nét. Chỉ chơi khoảng một tiếng. Đánh nhanh thắng nhanh đi. Theo như thỏa thuận lúc nãy của chúng ta, nếu cháu thắng ván này, cậu sẽ tặng cho cháu một món quà. Cậu quyết định tặng chỗ này cho cháu. Hình như là cháu muốn mở công ty game có phải không? Chỉ cần sửa chữa lại chỗ này, như vậy là đủ dùng rồi. Cậu à, đây là suy nghĩ của cậu. Cháu chưa đồng ý mà. Cháu không cần hả? Dạ không. Cháu giỏi lắm, rất có ý chí. Chỉ là cháu thấy bắt đầu từ con số 0 sẽ khiến người ta thấy vui hơn. Với lại cháu đã tìm được chỗ tốt rồi. Cậu cháu mình đều là đột biến gen, đều thích những thứ liên quan đến máy tính ha. Cháu nói xem, ba cháu theo ngành khảo cổ, mẹ cháu theo ngành lịch sử, cháu lại làm về máy tính. Cậu nhìn ra rồi, cậu và cháu là cùng chí hướng. Cậu cũng không cần bỏ nhiều công sức để quản lý chỗ này. Vì vậy, nếu cháu không cần thì cậu cũng sẽ bỏ trống. Ông chủ, ông có điện thoại à? Được.擦肩而过你的发梢，像是春风吹绿青草，浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼，带你能天涯海角，听你的心跳，想给你一个拥抱，让全世界知道，遇见你我在。
Nhìn gì vậy? Cũng không còn sớm nữa, đi thôi. Đến nhà cháu ăn cơm, cậu sẽ nấu những món hợp khẩu vị của cháu. Làm gì mà ôm sùm dữ vậy? Câu này mình bó tay rồi. Nhị Hỷ, cậu ra lấy ra giường giùm mình với nha. Mình đang bận. Nè, chính là câu này đó. Nhị Hỷ à, trời bắt đầu mưa rồi kìa, cậu lấy ra giường giùm mình có được không? Thời gian cậu đứng nói là lấy đồ vô xong rồi đó. Nhưng mình đang đắp mặt nạ mà. Sao cậu không cho tôi đi kìa? Nè, con người cửa kìa, mau mở đi. Quá đi. Hiểu lên. Tới liền đi. Hiểu lên. Ôi trời ơi, cảm ơn cậu nhiều lắm nha Vivi. Cảm ơn nha. Ở ngoài mưa lớn như vậy, sao cậu không ra lấy đồ vô? Vivi à, hôm nay cậu đi đâu mà về trễ quá vậy hả? Còn phải hỏi nữa hả? Bối hiệp nữ chắc chắn là đi cày game rồi. Lần mình đã đem máy tính về cho cô ấy. À phải rồi, giật về chỗ cũ rồi nha. Cảm ơn cậu, Nhị Hỷ đại hiệp. À phải rồi, chắc chuyện này mới nhớ. Hôm nay mình và bối hiệp nữ hành hiệp trượng nghĩa, kết quả là ôm cục tức vào trong mình. Có chuyện gì vậy? Thì con nhỏ Mạnh Dật Nhiên đó. Mạnh Dật Nhiên hả? Vivi à, cái cậu quen Mạnh Dật Nhiên lúc nào vậy? Sao không nghe nhắc tới? Mình không có quen, chỉ là tình cờ gặp Dật Nhiên ở cửa hàng bán linh kiện máy tính thôi. Chủ tiệm thấy cậu ấy không biết nên đã bán một thanh RAM với giá gấp đôi. Mình học khoa công nghệ thông tin nên không thể khoanh tay đứng nhìn được. Rõ ràng là cậu giúp cậu ấy, nhưng sau đó người ta nói thế nào? Các cậu à, mình cảm ơn nhiều nha. Mình tin chắc chắn là chủ tiệm sẽ không lừa mình đâu. Với lại người ta đã mở tiệm làm ăn, kiếm chút tiền là điều nên làm mà. Chỉ có cậu ấy là thanh cao, chúng ta thì sao? Mình có cảm giác cậu ấy nghĩ chúng ta là những người nhỏ mọn hẹp hòi, cuối cùng chủ tiệm không bán đồ cho tụi mình. Nè Vivi, còn máy tính thì sao đây? Thay men bo vốn dĩ rất mắc, mình đã suy nghĩ rồi. Một lát nữa mình lên mạng đặt mua một cái tụ điện thay vô là được. Mua một cái tụ điện. Mặc dù mình cũng là sinh viên khoa công nghệ thông tin, nhưng mình cảm thấy mình và bạn bối Vivi đây không phải là sinh viên cùng khoa công nghệ thông tin đâu. Mình không hiểu gì hết trơn á. Mình cũng vậy. Mình thật sự thấy cô đơn, trống vắng và rất lạnh. Đồ sáng này mình để ở đây, có ai thấy không? Có phải là cậu đang tìm cuốn sổ game này hay không? Cậu có biết ở đâu không? Ở đây nè. Cảm ơn nhiều. Ngày nào cũng thấy cậu ghi ghi chép chép, nhưng không biết cậu ghi cái gì nữa. Cuộc đời của cậu ngoài học hành, chơi game rồi ghi chép ra thì không làm việc gì khác nữa hả? Cậu nói rất chính xác, mình thấy như vậy đã đủ rồi. Cậu đừng coi thường nha, biết đâu sau này mình sẽ trở thành một nhà thiết kế game online nên phải dựa vào nó. Nếu như may mắn được làm ở công ty Phong Đằng hoặc là tham gia thiết kế Tân Thị Nữ U Hồn. Nhị Hỷ à, cậu đúng là mơ mộng viễn vông. Người ta chơi game là để giết thời gian, còn cậu thì lập kế hoạch cuộc đời. Não của siêu nhân quả nhiên không giống người bình thường chúng ta. Dật Nhiên à, mình viết bản thảo đã. Cậu ngồi ở đây chơi đợi mình một lát nha. Người trả giá thanh RAM giúp chúng ta hôm qua là bối Vivi hả? Đúng vậy, cô ta đạt hạng nhì trong cuộc thi Hoa Khôi, còn cậu thì hạng nhất. Nhìn cô ta cũng đẹp đó chứ. Sao mà đẹp bằng cậu được chứ? Mình thấy vẻ đẹp của cô ta nhìn rất là bình dân, nhìn chẳng khác gì là một bình hoa di động hết á. Nếu cô ta mà đi đóng phim á hả, thì chắc chắn là cũng đóng vai phụ, cái gì cũng thua cậu hết á. Nana, đừng có nói người ta như vậy. Cậu thôi đi, mình chỉ nói sự thật thôi, không được sao hả? Nói thật thì cậu ấy không như mình tưởng tượng. Cậu ấy rất nhiệt tình. Dật Nhiên à, cậu đừng bị lừa vì vài câu nói đó của cô ta. Cô ta chỉ là thể hiện mình hiểu biết rộng, chê chúng ta ngu ngốc chứ gì.
Chắc không phải vậy đâu. Dạ thưa tiểu thư, cậu đó đừng vì bản thân thích một người ở khoa công nghệ thông tin mà yêu cả đường đi lối về, nghĩ ai ở khoa công nghệ thông tin cũng đều là người tốt. Cậu đừng có nói bậy. Mình nói thiệt mà. Mấy hôm trước, Tào Quang còn chụp được hình bố Vivi bước lên một chiếc siêu xe. Xe đó ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn đô đó. Bố Vivi không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Thật hả? Đương nhiên là thật rồi. Nhắc Tào Tháo tới rồi kìa. Tào Quang à, cậu hãy cho giật nhiên xem tấm hình mà mấy ngày trước cậu đã chụp được bố Vivi bước lên một chiếc siêu xe đi. Làm sao cậu biết? Mình ở ngay phía sau cậu mà. Công nhận cậu nhanh tay thiệt nha, chưa gì đã chụp được rồi. Xóa rồi. Xóa rồi hả? Không lẽ cậu thích người ta sao? Muốn che chở cho cậu ta hả? Cậu bớt giỡn đi, mình không thích loại con gái đó. Dĩ nhiên à, cậu nghe thấy Tào Quang nói gì chưa hả? Cậu ấy không đơn giản như cậu nghĩ đâu, cho nên á, cậu đừng có ngây thơ nữa. Công ty kỹ thuật chân ức tuyển thực tập sinh cần vài người khoa công nghệ. Mình đăng ký giùm cậu nha. Cũng được, hợp lý đó. Dù sao thì hè này mình cũng phải tìm chỗ thực tập. Nè, vậy đăng ký cho Hiểu Linh và Ti Ti luôn nha. Đồng ý. Ổn rồi. Cậu thật sự sửa được máy tính luôn đó hả? Sau này máy tính của mình có vấn đề thì nhờ hết vào cậu nha. Được thôi, mỗi lần 5 tệ, sẵn sàng phục vụ. Mới sửa xong đã vào chơi game rồi. Mình chưa từng nhìn thấy ai ghiền chơi game giống như là cậu vậy. Những thứ cần học thì đã học hết, việc làm thì cũng đã tìm xong. Điều này chứng tỏ mình có khả năng và làm việc rất tốt. Thôi đi, mình chỉ thuận miệng khen có một câu mà cậu đã lên mặt rồi. Thực ra thì trước đây mình cũng đã từng nghĩ chơi game rất tốn thời gian. Nhưng khi chơi mới nhận ra được, đó là một thế giới rất mới. Vừa có ước mơ, vừa có năng khiếu. Vậy là mình cố gắng chơi thôi. Vivi, đến chỗ đá tâm sinh đi. Chúng ta giải trừ hiệp lữ. Tại sao chứ? Xin lỗi muội, đừng hỏi lý do tại sao. Ta sẽ tặng muội trang bị nghịch thiên để đình bù. Còn có quà chia tay nữa hả? Không cần phải vậy đâu, ta qua đó liền. Gặp lại sau. Mùi đến rồi sao Vivi? Ta thật lòng xin lỗi. Không sao hết, chúng ta qua đó đi. Vào thời khắc này trăng sáng còn đó, yêu hận đã thôi tự bao giờ. Đời nhiều bể dâu, âm u tròn khuyết, duyên phận khó tìm nhất. Trong tình giàu, phu thê trở thành người qua đường.
Tình cảm của Lô Vĩ Vi Vi và Chân Thủy Vô Hương từ nay duyên đã hết, thân ai nấy giữ. Ta còn nhiệm vụ, đi trước đây. Khoan đã. Món trang bị này muội hãy nhận lấy đi, cứ coi như là ta đền bù cho muội. Ta không cần. Kết thành phu thê cũng chỉ để làm nhiệm vụ, chia tay cũng không còn gánh nặng nữa. Giờ ta đi Nhật Thường đây, sau này có cơ hội sẽ cùng nhau diệt boss. Ừ, được thôi. Vivi, cậu còn tâm trạng hái thuốc sao? Sao vậy? Cậu còn hỏi mình sao? Cậu và Chân Thủy chia tay hả? Đúng vậy, mình còn tưởng có chuyện gì to tát chứ. Sao cậu lại bình thản như vậy được? Mình nghe nói huynh ấy sắp kết hôn với Tiểu Vũ Yêu Yêu rồi kìa. Tiểu Vũ Yêu Yêu? Cậu không biết hả? Là người đứng đầu cuộc bình chọn U Mộng Thiên Sứ, được công nhận là đệ nhất mỹ nhân đó. Yêu, yêu. Cậu mau lên mạng coi đi, đừng có hái thuốc nữa. Mình sẽ đi xem liền. Chia tay thật rồi hả? Ừ. Vốn dĩ tụi mình kết hôn là vì nhiệm vụ trong game thôi, đừng nghĩ nhiều quá. Mình cảm thấy rất đáng tiếc. Thật ra con người của Chân Thủy cũng được lắm, không ngờ cũng bị nhan sắc mê hoặc. Nhưng mà Tiểu Vũ Yêu Yêu kia quả thật cũng đẹp lắm. À, nghe nói mục tiêu trước kia của Tiểu Vũ Yêu Yêu là người nằm trong top bảng xếp hạng, nhưng không ngờ lại nên đôi với Chân Thủy. Có điều trước đó thường thấy họ cùng nhau luyện cấp. À, thì ra là vậy. Thiệt tình à, cũng không trách Chân Thủy được. Vivi à, thực ra cái gì? Thao tác của cậu mạnh mẽ như vậy, đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng, và không đòi hỏi trang bị từ nam nhân, lại không gửi hình nữa. Thực ra mọi người trong game đều nghi ngờ cậu là nhân yêu đó. Nhân yêu hả? Có phải không vậy? Không cho xem hình thì là nhân yêu hả? Thế giới chỉ nhìn vào nhan sắc thì có gì là hay đâu chứ. Bối Vivi, cậu là Hoa Khôi khoa công nghệ mà còn nói như vậy thì tụi mình biết sống sao? Yên lặng một chút. Mình vừa thấy được khoảnh khắc quan trọng, được trở thành nữ chính, thì đã bị cậu lôi về hiện thực rồi. Chúc mừng hiệp sĩ Chân Thủy Vô Hương và hiệp nữ Tiểu Vũ Yêu Yêu thề non hẹn biển kết thành phu thê. Đám cưới này náo nhiệt thiệt ha. Nhìn đi, nhìn chú rể kìa. Đám cưới lớn thiệt, náo nhiệt thiệt. Người đón xem cô dâu có đẹp không? Cô dâu không những đẹp mà còn mạnh nữa đó. Công nhận dễ sợ thiệt. Đúng đó, chính xác là như vậy. Chân Thủy nhìn thì ta lâu. Gia tộc Tiểu Vũ kìa. Ê, nè, người đón xem ta chưa bao giờ thấy đám cưới nào mà hoành tráng như vậy luôn đó. Lớn quá. Công nhận là lớn thiệt. Hiện tại thì ta lo cho Lô Vĩ Vi Vi, cũng không biết bây giờ tâm trạng cô ấy thế nào nữa. Ơ, Lô Vĩ Vi Vi kìa. Là Lô Vĩ Vi Vi. Ừ, là cô ta đó. Ê, mọi người đã nhìn thấy chưa? Ta đã nhìn thấy nương tử phụ của Chân Thủy đang đứng trên cầu Chú Tước. Hả? Đúng đó, tôi cũng nhìn thấy rồi. Ta nhìn thấy rồi. Ta cảm thấy bóng dáng của cô ấy thật bi thương. Từ trước tới nay đều chỉ thấy người mới cười, đâu được nhìn thấy người cũ khóc chứ. Nhìn kìa, hôm nay thật náo nhiệt, chắc chắn là cô ấy đến cướp hôn rồi. Vậy đó hả? Sao lại là hỏa tinh văn chứ? Ta đây ghét nhất là hỏa tinh văn. Vivi à, nhanh lên, mình muốn vào nhà vệ sinh. Tính cầu kỳ thị đó.
Chờ một chút. Ta ủng hộ Lưu Vĩ Vi Vi cướp chân Thủy. Tiểu Vũ Yêu Yêu là của ta. Nhanh lên đi. Xong rồi, mình ra liền. Người thứ ba, tôi ủng hộ cô vì cô rất xinh đẹp. Trời ơi, có gì hay ho đâu. Trong lòng ấm ức đương nhiên là phải cướp hôn rồi. Tiểu Vũ Yêu Yêu không biết xấu hổ. Tiểu Vũ Yêu Yêu không biết xấu hổ. Đúng là không thể chấp nhận được mà. Ta ủng hộ Tiểu Vũ Yêu Yêu. Đừng ăn nói lung tung ở đây nha. Nếu không thì đừng trách ta đó. Lưu Vĩ Vi kia làm sao vậy ta? Bị người ta đá rồi còn mặt mũi tới đây nữa. Đúng đó Chân Thủy, ngươi bị cái gì vậy hả? Ả khủng long đó, chắc không ưa gì Yêu Yêu nên cố tình đến đây gây chuyện. Yêu Yêu nhà ta bị ngươi ức hiếp rồi. Ngươi phải giải thích rõ ràng. Đúng đó, ngươi phải giải thích cho rõ vụ này. Đừng trách Chân Thủy, Quỳnh ấy cũng không muốn vậy. Ta tin Quỳnh ấy. Yêu Yêu, ta sẽ trả lại công bằng cho muội. Mình mới vào nhà vệ sinh mà đã thành ra như vậy rồi. Mọi người hiểu là mình muốn cướp hôn. Nếu như bây giờ mình tự ý bỏ đi thì đám nhiều chuyện này chắc chắn nghĩ là mình đau lòng khóc lóc. Chuyện này là sao? Hôm qua thấy cô rất thoải mái mà. Ta cũng đã bù đắp cho cô rồi. Là do cô không cần thôi. Nè bạn, ta thấy náo nhiệt nên đến xem thôi. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Ê, có cách rồi. Mọi người mau tới xem đi. Mãn cấp dược sư mới cho ra lò một dược phẩm. Ai mua sẽ được giảm giá 20%. Thật sao? Trời. Đẻ đi. Bạn cứ ngồi đi. Vào được tốt không? Đẻ nữa. Rồi, bà trước. Nè, nè, nè. Bà tôi đi. Nè. Xin được gian lớn hãy xếp hàng theo thứ tự. Được rồi. Bán hết rồi. Bán rồi hả? Vậy khi nào bán nữa? Đúng rồi đó, sao vậy? Chưa bán cho tôi mà đã hết rồi. Còn phải xem tâm trạng đã. Đi. Hết vui rồi. Vậy tán. May quá. Lô Vĩ Vi Vi. Cao thủ đệ nhất của trò chơi Nhất Tiếu Nại Hà. Đại thật thần tượng của mình, cơ hội đến rồi. Nhất Tiếu Nại Hà huynh, huynh gọi ta sao? Muội thấy yến hội vừa rồi thế nào? Không lẽ đại thần cũng đến hóng chuyện sao? Rất náo nhiệt. Vậy muội có muốn một hôn lễ náo nhiệt hơn như vậy không? Hãy kết hiệp lữ với ta. Tam Tẩu, trước đây Tẩu và Chân Thủy Vô Hương là đôi hiệp lữ à? Tam Tẩu của các cậu trước đây đã lỡ cưới người không tốt, mọi người đừng kỳ thị cô ấy. Tẩu hãy quên hắn đi, lão Tam nhà ta tốt hơn hắn nhiều. Cái đồ nịnh bợ. Nè, bây giờ chúng ta vào phó bản đi, hả? Hả?